Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bếp nhà của sắc màu cuộc sống nấu canh chua gà tôm dâm Món canh chua gà tôm dâm này ăn rất là ngon miệng các bạn ơi Mình ăn với cơm hay là mình ăn với bún thì đều được Bạn nấu cho gia đình ăn với cơm hàng ngày hay là mình nấu món canh chua gà tôm dâm này để đãi tiệc Thì đều rất là ngon và ít khi nào bị ngán lắm để chuẩn bị thì hôm nay mình mua cái hộp đùi gà to to này mỗi một hộp là một ký mốt và có ba cái đùi gà to mình sẽ chặt ra miếng vừa ăn vì gia đình mình không thích ăn da gà cho nên mình bỏ hết phần da uh, sắt miếng to hay là miếng nhỏ chừa da hay là để cái phần da gà rồi sử dụng gà nguyên con hay là cái phần đùi to to như mình là tùy vào sở thích của từng nhà khi mà chặt miếng vừa ăn bạn nấu nồi nước sôi cho muối mặn vào luôn mình trần sơ thịt gà ở trong nước muối để cho xương gà nó thật là sạch các bạn để từ 3 đến 4 phút khi mà soi mạnh rồi đó thì mình cho ra rổ rửa dưới vòi nước nóng cho thật sạch không có vòi nước nóng thì bạn rửa bằng nước lạnh vừa rửa vừa sóc để những cái phần đen đen nó ứ ở trong xương nó ra hết ha và kế đến thì mình sẽ chuẩn bị phần khóm khóm thì dùng nhiều hay ít cũng tùy nhưng mà hôm nay mình dùng khoảng 3 khoanh khóm to to một ít rau ngò ôm vài cái lá chanh, vài trái ớt cay, 2 đến 3 tép xả và vài trái cà chua chín. Kế đến thì phần đầu bắp và bạc hà thì mình không có tươi, mình dùng trong đông đá. Nếu bạn nào ở nước ngoài mà không có tươi đó, thì bạn dùng bạc hà và đầu bắp trong đông đá vẫn rất ngon các bạn. À, có điều là bạn đừng có xả đá trước nha, khi nào mình nấu canh chua đó, thì mình đã cho bạc hà và đầu bắp ra khỏi tủ đá và cái gia vị chính đó là tôm dung thì cái keo tôm dung này tiệm á châu nào cũng có bán có bán keo nhỏ nhỏ vừa vừa hay keo lớn thì đều có hết và đây là cái bịch lá chanh rất là thơm và chuẩn bị một ít giá rồi bây giờ mình sẽ đi băm vài tép tỏi à, to to 4 năm tép tỏi to to ha các bạn mình phi tỏi hơi nhiều một ít à, một tí để à, tí xíu nữa mình sẽ múc cái phần cái tỏi phi vàng ra để khi mà canh chua chín được đó thì mình sẽ cho cái phần tỏi phi vàng vào rất là thơm ngon bây giờ mình cho dầu vào mình lắc đều qua à, và mình cho tỏi vào phi mình bớt lửa vừa vừa vì tỏi rất là mau vàng ha bạn nào thích ăn béo dầu mỡ nhiều thì bạn tăng lượng dầu mình thì nấu cho gia đình ăn thì mình cho ít ít thôi khi mà vàng được thì các bạn vén và múc hết cái phần cái tỏi phi vàng ra mình chừa cái phần dầu tỏi và một ít tỏi phi thôi ở trong nồi thì bây giờ mình cho hết cái phần thịt gà vào các bạn đảo đều dùng cái sạn đảo nhẹ nhẹ vừa vừa để thịt gà nó bể ha thì khi mà thịt gà ngấm đều ở trong dầu tỏi rồi đó thì mình cho nước vào nấu nấu nước để ăn canh chua ăn với cơm hay là bạn ăn với bún là tùy vào từng nhà À để các bạn điều chỉnh cái lượng nước ví dụ ăn với bún thì mình cho nước nhiều hơn, còn ăn với cơm thì mình cho ít hơn ha. Rồi kế đến là mình cho khóm vào, mình chờ cho nước nó sôi lên thì mình sẽ đi vớt bọt. Cái nồi nước hôm nay mình nấu là 2 lít mốt đó các bạn thì vừa nước vừa cái để ăn với cơm, còn bạn nào mà nấu ăn với bún thì bạn tăng ha rồi mình chờ sôi lên như thế này thì mình sẽ chuẩn bị mình cho à, xả các bạn đập dập dập và vài cái lá chanh kế đến đó là tôm dâm ở trong tôm dâm cái gia vị nó thơm nó có chua cay xả lá chanh sa tế à, phải nói là đầy đủ gia vị ở trong cái keo tôm dâm thơm lắm các bạn và mình vớt bọt cho thật sạch, rồi mình lấy nắp vung mình đậy lại, mình chờ cho thịt gà nó chín. Nếu mà bạn nấu cái phần đùi gà công nghiệp giống như mình thì rất là mau chín, còn nếu mình nấu nguyên con mà gà dai thì mình sẽ nấu lâu hơn ha. Mình canh cho thịt gà vừa chín thì mình sẽ chuẩn bị đi rửa bạc hà. Bạc hà mình cắt ra khỏi bịch uh, ra đông đá đó thì mình cho ra rổ và mình rửa sạch lại cho kỹ một lần nữa thì uh, lúc này bạc hà hà nó còn đá vút vút các bạn và khi rửa xong rồi đó mình nhớ là các bạn vắt cho thật ráo nước ở trong bạc hà mình đã cho vào nồi canh chua ha với cái bạc hà đông đá đó các bạn mình nấu canh chua rất là ngon à, theo cảm nhận của riêng mình thôi thì nó không thua gì bạc hà tươi hết mà nó rất là tiện lợi luôn và mình chờ cho bạc hà sôi ha rồi mình nêm đường và muối hôm nay mình dùng đường phèn đường và muối còn các bạn nêm nếm tùy theo gia đình mình thích mình chờ cho bạc hà chín nha thì mình đã đi rửa đầu bắp cho vào sau vì bạc hà lâu chín hơn chờ cho thịt gà chín thì mới cho bạc hà vừa à, thịt gà vừa chín tới thì cho bạc hà rồi bây giờ chờ cho cái đường phèn nó tan thì mình nêm nếm lại coi chua cay ngọt mặn vừa ý mình chưa à, mình nêm nếm thì mình thấy hơi thiếu chua cho nên mình cho thêm tí xíu me đây là cái gói me bột để nấu canh chua à, với canh chua tôm dâm hay là canh chua ăn thường ngày thì có cái hậu chua cay mới ngon nha các bạn mình nêm me chua trước khi mình cho đậu bắp rồi bây giờ nêm nếm xong hết rồi thì mình cho đậu bắp. Đậu bắp mình cũng rửa dưới vòi nước, lúc này cũng còn đá dẻo dẻo trong cái trái đậu bắp chứ mình không xả đá nha các bạn. Rồi mình cắt làm đôi hay để nguyên trái là tùy từng nhà. Và bây giờ mình sẽ cho hết đậu bắp vào và chờ nước sôi mình vớt bọt vì à, vì sao mà mình cho me chua và mình nêm nếm trước khi mình cho đậu bắp. Vì đậu bắp nó có cái độ nhớt. Khi mà bạn cho cái chua vào trước thì đậu bắp rất là ngon không có bị ra nhớt trong cái nồi canh chua. Và khi đậu bắp vừa chín thì mình sẽ cho cà chua và giá vào sau cùng. Mình trộn cho đều lên. Nếu muốn ăn giá giòn thì mình tắt bếp còn bạn nào muốn ăn giá chín thì các bạn để sôi và tắt bếp liền rồi nêm một chút xíu nước mắm thì nó mới ra canh chua Việt Nam nha các bạn. Rồi cái phần tỏi phi vàng hồi nãy mình vớt ra đó, thì mình cho vào hoặc là các bạn cho riêng vào. Rồi rau ngò ôm và ớt cay à, thì cho vào rồi múc ra tô hay là múc ra tô rồi cho rau với ớt là tùy từng nhà. Đến đây cái món canh chua của mình đã xong, chuẩn bị dọn cơm. Bây giờ mình chuẩn bị tô và múc ra tô. Rồi thành phẩm của mình xong rồi đó các bạn à, Nếu mà bạn nào chưa thử thì các bạn thử đi nha Cái món này ăn rất là ngon, chua, cay, thơm à, Và mình làm thịt gà thật là kỹ và đầy đủ gia vị à, Gồm có sả, ớt, lá chanh và tôm dung Thêm cái thơm và chua của me và khốm nữa Thì phải nói đây là một cái món ngon rồi đến đây xin tạm biệt các bạn nhé nếu yêu thích nhớ ủng hộ mình và cảm ơn các bạn rất là nhiều